Tối thứ tư, Quang Hải vừa rực sáng khi vào sân thay người trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa. Tiền vệ người Đông Anh đã ghi bàn duy nhất giúp câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022 với cú vô lê một chạm sau quả phạt góc của Văn Quyết. Tuy nhiên, màn trình diễn tuyệt vời này vẫn không thể xua đi nỗi lo của các cổ động viên đội bóng thủ đô. Vì hợp đồng của Quang Hải với Hà Nội sẽ kết thúc khi anh tròn 25 tuổi vào ngày 12 tháng 4 sắp tới. Sau trận thắng Đông Á Thanh Hóa, số 19 đã dành thời gian để cảm ơn ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng như vẫy tay chào tạm biệt các cổ động viên tại sân hàng đấy. Nếu rời Hà Nội, anh đương nhiên sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng câu hỏi đặt ra là Quang Hải thực sự có giá bao nhiêu? Theo trang thống kê chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, giá thị trường của tiền vệ này là 400.000 euro. Đây là con số cao thứ 3 ở v và cao nhất trong số các cầu thủ nội. Quang Hải có giá ngang với Nguyễn Hoàng Đức của Viettel và chỉ kém hai người đồng đội người Serbi ở câu lạc bộ Hà Nội là Jurozek 700.000 euro và Vladimir Siladi 600.000 euro. Giá của Quang Hải đã tăng gần gấp 3 lần so với lần đầu tiên được thống kê tại Transfermarkt. Đó là thời điểm tháng 3 năm 2019, dù vừa tỏa sáng tại giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, nhưng khi ấy anh chỉ được định giá 150.000 euro. Giá của tuyển thủ Việt Nam tăng lên 250.000 euro vào tháng 6 năm 2020, tăng tiếp lên 300.000 euro chỉ sau đó 2 tháng, trước khi cán mốc 400.000 euro vào tháng 2 năm nay. Dù nằm trong top đầu những cầu thủ đắt giá nhất V-League, Quang Hải tất nhiên vẫn chưa có tuổi so với tầm quốc tế. Anh thậm chí không lọt vào top 500 cầu thủ châu Á đắt nhất theo định giá của Transfermarkt và ngay cả so với tầm khu vực, tiền vệ quê Đông Anh vẫn còn kém rất xa khá nhiều cái tên ở Đông Nam Á. Cầu thủ gốc gác Đông Nam Á đắt nhất hiện tại theo Transfermarkt là Gerrit Houman, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế của Bochum. Anh chàng sinh ra ở Bremen, Đức nhưng đang làm thủ tục nhập quốc tịch Philippines để khoác áo đội tuyển quốc gia nước này có giá 3 triệu euro. Xếp thứ hai cũng là một cầu thủ khốc Philippines khác là Neil Etheridge, thủ thành có giá 1,5 triệu euro. Đứng thứ ba chính là Chanathip Songkrasin, nhạc trưởng của đội tuyển Thái Lan, nhưng dù chỉ được Transfermark định giá 1,5 triệu euro, câu lạc bộ Kawasaki Frontale thực tế đã phải chi ra cái giá kỷ lục 3,5 triệu euro để mua Messi Thái từ Consadole Sapporo hồi tháng 1 năm 2022. Cũng trong câu lạc bộ triệu euro còn có một cái tên khác là hậu vệ Dion Kunz của Malaysia với giá 1 triệu euro. Với mức giá 400.000 euro, Quang Hải còn kém cả hai cái tên khác nữa là tiền vệ John Patrick Schaus của Philippines và hậu vệ Triathon Bunmathan của Thái Lan, những người cùng có giá 700.000 euro. Tuy nhiên, nếu Quang Hải chuyển tới thi đấu ở Thụy Sĩ như tuyên bố úp mở trên Facebook từ người đại diện của anh, con số này cũng không phải là quá thấp, vì ít nhất anh sẽ có giá ngang với 17 cầu thủ và cao hơn 109 cái tên khác ở giải vô địch quốc gia nước này.